Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Xin chào mọi người, cháu rất là vui được quay trở lại mọi người cho tập 37. Thật ra tập này á gần như là một trong những gọi là nội dung cuối của quyển 2, trích một phần của chương cuối cùng là chương nói về Hai Huệ, tức là người con gái lớn của vợ chồng Đoàn Cận và Lý Cảnh đó mọi người. Chương này thì nếu như bạn nào có theo dõi chị Hằng Mai từ trước á thì cũng biết rằng là cái kết cục của Hai Huệ sẽ không được vui lắm. Nhưng mà mọi người biết đây là một quyển tiểu thuyết linh dị, sự nó sẽ không chỉ chấm dứt khi mà cuộc đời chấm dứt luôn mọi người. Giao được phép của ban biên tập biên tập một phần, một trích đoạn phần đầu nói về Hai Huệ nha mọi người nha. Giao xin được bắt đầu vào luôn. Và đây là những diễn biến tiếp theo sau khi mà vợ chồng Đoàn Cận và Lê Cảnh tiếp tục có những cái người con tiếp theo và cuộc sống sẽ diễn biến như thế nào. Mọi người phải hiểu rằng Giao cũng như là bên admin á có bật mí cho mọi người là sẽ tiếp tục có cái phần ngoại văn đó, cái phần đó nó cũng sẽ rất là nói rất là chi tiết và sẽ có rất là nhiều câu chuyện về hai vợ chồng vô sư Đoàn Cận và Lê Cảnh mọi người ha. Bởi vì ở trong quyển 2 là quyển nói về sự việc liên quan đến xung quanh Thanh Nữ Thường Hy, cho nên là sẽ không thể có một phần nào mà nó quá chi tiết về Đoàn Cận và Lê Cảnh. Thực sự ra thì khi mà ngồi viết lại tất cả những sự việc này, bởi vì đây là một câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, thành ra nó có rất nhiều thứ để viết. Mọi người cũng rất là băn khoăn, không biết là mình nên viết kỹ hay là viết sâu về phần nào nhiều nhất. Và trong suốt cuộc đời diễn ra của con người á, thì do mọi người biết rằng một tiểu thuyết mà được phóng tác một phần dựa trên câu chuyện thật không gọi là quá sắc màu hồng như là những cái bộ tiểu thuyết mà được sáng tác một cách hoàn toàn 100% hoặc là thậm chí là tưởng tượng ra tất cả mọi thứ, ngay cả cái phần cái kết nó có hồng thế nào, thì ở đây nó vẫn bị ràng buộc bởi vì cái điều đó. Thì Cao cũng xin thay mặt cho chị Hằng Mai cũng như là ban biên tập xin được một lần nữa nói về việc này để cho quý độc giả cũng như là các bạn fan hiểu được cho bộ tiểu thuyết. Nhưng mà cũng chính vì thế mà Giao biết được rằng một phần rất là lớn những cái người hâm mộ Hằng Mai theo cũng bay năm nay thì không nhiều đâu, nhưng mà đó là những tấm lòng mà một phần làm cho bộ tiểu thuyết này nó trở nên đặc biệt hơn. Từ tháng 6 khi mà ban biên tập chuẩn bị cũng như là bắt đầu diễn đọc lại phần sau của quyển 2, có rất là nhiều cái email cũng như tin nhắn gửi về. Nếu mà Giao nhớ không lầm là khoảng đâu đó là 158 email, dài có, ngắn có. Rồi tin nhắn thì Giao không nhớ con số, bởi vì tin nhắn thì rất là nhiều, nhắn đi nhắn lại cho các bạn admin của ban biên tập đó. Thì có rất là nhiều yêu cầu là bởi vì cái cuộc đời về, mình dùng cái chữ cho nó đông na và nó thương thương ha, ông nội Đoàn Cận, thì có rất là nhiều câu chuyện để kể. Bởi cuộc đời một thầy pháp, một vô sư thì có rất nhiều thứ để mà nói đến. Và cuộc đời của cái người thật sự ra là bà nội thật sự của Hằng Mai làm cái điều mà trong quá trình quy hồi và những cái mắc mớ của gia đình trong thời gian vừa qua thì Hằng Mai cũng mới phát hiện ra. Thì có rất là nhiều thứ để mà kể đến, có rất là nhiều câu chuyện rất là thú vị và rất là hấp dẫn cũng như là rùng rợn ha. Nếu như các bạn yêu tâm linh và linh dị thì mình nghĩ rằng đây là những cái chất xúc tác rất là hay dành cho một bộ truyện sau đó viết riêng cho Đoàn Cận và Lê Cảnh. Và mình nghĩ là các cái bạn fans mà gọi là fan CP theo cái cách nói hiện tại của Đoàn Cận và Lê Cảnh thì chắc là rất là vui. Thì trước khi mình bắt đầu vào quyển 3 thì Gia cũng xin được thông báo rằng sau quyển 2 sẽ là quyển ngoại văn, và cái phần ngoại văn này sẽ được tiếp tục trích diễn đọc ở trên YouTube cũng như là cũng sẽ được cập nhật ở trên phần truyện online của trang web mới, giao diện trang web mới của nhà mình nha. Thì Giao được thông báo rằng trong tuần này web sẽ được up gọi là on air cho mọi người nhìn thấy một giao diện rất là đẹp, rất là ấn tượng và có rất là nhiều thứ thú vị để mà khán thính giả và fan có thể là giao tiếp qua lại với bên Giao, với bên ban biên tập và admin. Khi mà web được công bố ra thì mọi người sẽ biết đúng cái ngày đặt cho quyển 2 sách in là vào ngày nào. Nếu như Giao không lầm thì có thể là vào trễ lắm là chủ nhật.
bộ sách quyển 2 sách in sẽ được mở bán ở trên trang web. Gia cũng xin công bố trước như vậy. Và admin sẽ thông báo cái điều đó ở trên trang cộng đồng của YouTube cũng như là ở trên trang Facebook để cho các bạn fan và các bạn độc giả có thể là chờ đợi và căng đúng cái ngày đó để mình đặt nha. Gia nghĩ rằng khi mà các bạn nghe được cái clip này thì có lẽ rằng là trang web đã on air rồi đó mọi người. Khi các bạn độc giả nhận được sách trong tay thì các bạn sẽ nhận thấy ở đây là một cái món quà dành cho các bạn mà ban biên tập chị Hằng Mai đầu tư tinh thần rồi vật chất cũng như thời gian rất là lâu rồi, cả năm trời mới ra được quyển 2 mọi người. Nhưng mọi người yên tâm là nó rất giá trị và rất xứng đáng với cái sự chờ đợi đó nha. Mặc dù là cái giá tất nhiên sẽ mắc hơn quyển 1 một chút xíu là bởi vì quyển 2 rất là dài gần như là gấp đôi quyển 1 và cái phí in ấn cũng sẽ cao hơn, cũng như cái sự tham gia rất là nhiều người. Bản thân Gia cũng không nghĩ tới là có rất nhiều cộng tác viên mà tham gia ngay vào trong cả cái phần diễn đọc rồi cái phần thu âm cho những cái nhân vật trong cái phần 2 này, do là có sự yêu mến của rất nhiều anh chị và rất là nhiều bạn. Đến ngày hôm nay Giao cũng rất là vui mừng là bởi vì quyển 2 đã cập bến một cách thành công rồi. Bây giờ Giao sẽ bước vào gương trích đoạn của tập 37, trích một phần chương nói về Hai Huệ, bởi vì một phần sau nữa thì nó cũng hơi đi, bởi vì mọi người nếu mà theo Hằng Mai đâu cũng biết kết thúc của Hai Huệ như thế nào rồi. Nhưng mà thật ra mọi người đều biết là có những cái sự hy vọng và có những cái sự sống và tình yêu thương á, nó sẽ vượt qua hết tất cả cái sự hữu hạn của sinh mệnh. Thành ra mọi người đừng bi quá. Nhưng mà cái phần đấy thì Giao lại không được phép diễn đọc, mà Giao chỉ được xin diễn đọc phần đầu cho tới trước khi Hai Huệ đấu pháp, đấu lại vị lục gia kia. Đó là cái trận đấu pháp lớn. Tập 37, trích một phần chương 32, Hai Huệ. Điều kỳ diệu nhất thế gian này mà phàm nhân khiến thần thánh thán phục, có lẽ đó là việc gieo hạt mầm tình yêu và hy vọng vào tận những góc u buồn nhất của sinh mệnh. Hạt mầm đó lớn lên và tồn tại mãi vượt qua thời gian, vượt qua cả sự hữu hạn của sinh mệnh. Dưới sự bảo vệ của Thường Hy cùng đoàn gia, Lê Cảnh thuận lợi sinh ra một bé trai đặt tên là Đoàn Chính. 3 năm sau, cậu lại hạ sinh một bé trai nữa, gọi là Đoàn Phong. Sự ra đời của hai đứa trẻ đều là con trai, khiến mọi thế lực bỗng trở nên yên ắng. Như vậy, đời này nhờ họ Đoàn không xuất hiện tái sinh của thanh nữ. 3 đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự yêu thương của Đoàn Cận và Lê Cảnh. Hai vợ chồng để Monique được trở thành mẹ đỡ đầu của đám trẻ, một phần là để Monique bớt cô đơn khi cô quyết định sẽ sống cuộc sống đơn độc mà không muốn tìm đến một bến đậu khác của cuộc đời. Một phần tư tâm của cả Đoàn Cận và Lê Cảnh đều hiểu, trong sự loạn lạc và nỗ lực mưu sinh ngang dọc trời Nam bể Bắc của hai người đàn ông, những đứa trẻ cần lắm bàn tay của một người phụ nữ dịu dàng đem đến sự yêu thương và chăm sóc trọn vẹn để chúng được lớn lên một cách bình thường giữa lòng sự thành thời ấy. Sau khi sinh Đoàn Phong, Lê Cảnh bắt đầu theo Đoàn Cận trong tất cả các chuyến kinh thương để bảo vệ anh bằng thuật pháp mà thanh nữ đã truyền dạy cho cậu. Nửa đời trước, cậu lớn lên trong sự bảo vệ và yêu thương của anh. Vậy hãy để cậu bảo vệ được đời sau của anh và gia đình nhỏ này. Anh đã vì cậu mà mất đi gần như hoàn toàn linh lực. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim Lê Cảnh quặn thắt. Monique rất yêu thương 3 đứa trẻ. Cô hạnh phúc khi cùng những đứa trẻ quây quần trong căn nhà nhỏ. Chúng tiêu tiết gọi mama và hào hứng được nghe cô đọc truyện. Nếu có một điều khiến Monique buồn lòng thì đó là việc Hai Huệ học vu thuật và điều khiển cổ trùng. Khác với hai em trai, Hai Huệ từ nhỏ đã được coi là vũ nữ truyền thừa của gia tộc họ Đoàn bởi tài năng thiên phú. Đoàn gia cũng rất coi trọng cô bé, cử những trưởng lão ở điện vu tổ dạy hết bản lĩnh cho cô. Mỗi lần Hai Huệ từ nhà lớn Đoàn gia trở về, Monique đều vừa xót xa vừa bùng bực trong lòng, khiến Hai Huệ chỉ còn biết ôm lấy cô mà nũng nịu. Mẹ đừng lo, con học để biết thôi chứ con có thực hành đâu mà. Mama, con yêu mẹ cũng như yêu hai cha vậy đó. Monique chẳng có cách nào đối phó với cái miệng ngọt này.
nhưng lòng cô vẫn luôn lo lắng bất an. Cô đã sống cả tuổi thơ dài đằng đẵng trong một chiếc lồng của thuộc phù thủy Hắc Ám phương Tây, rồi chứng kiến Đoan Cận gần như đánh đổi cả tính mạng để thực hành những nghi thức phù thủy phương Đông. Cô không hiểu ý nghĩa của tất cả những chuyện ấy, nên điều đó làm cô khiếp sợ. Cô cũng nhớ như in khi chứng kiến ngay cạnh máu me đầm đìa nằm bất động với làn da trắng bệch như một xác chết, cùng với khuôn mặt phờ phạc cũng vương đầy máu của Đoan Cận. Cô nhớ cả sự cố chấp của anh khi bàn tay vẫn nắm chặt tay Lê Cạnh, tuy cả hai đều đã ngất liệm trên tế đài và được đưa vào nhà thương cấp cứu sau đó. Cô chỉ mong ba đứa trẻ tránh thật xa những điều kinh khủng đó, nhưng cô cũng biết bản thân không thể can thiệp vào chuyện của họ Đoàn. Nếu cả Đoàn Cận và Lê Huệ đồng ý thì cô cũng chỉ đành bất lực. Điều duy nhất mà cô có thể làm cho bọn trẻ là đem đến sự yêu thương dịu dàng từ một người phụ nữ mỗi khi hai người cha của chúng vắng nhà trên những chuyến kinh thương khắp nơi. Cuộc sống tưởng như êm đềm cho đến năm Đoàn Phong 12 tuổi. 3 năm trước, hai Huệ lấy chồng và chuyển ra ngoài ở. Căn nhà này chỉ còn vợ chồng Đoàn Cận ngay cạnh và hai cậu trai nhỏ Đoàn Chính, Đoàn Phong. Sau những chuyến kinh thương dài ngày bận rộn và nguy hiểm, Đoàn Cận cùng Lê Cạnh lại trở về đón bọn trẻ từ nhà Monique. Lê Cạnh trở thành một người mẹ thực thụ khi ở bên cạnh các con. Những đứa trẻ càng lớn, càng hiểu chuyện, lại càng thêm yêu thương người mẹ với vẻ ngoài nam nhân này. Một ngày nọ, Đoàn Phong nôn ra một ngụm máu, sau đó không còn biết gì nữa. Khi Đoàn Cận cùng Lê Cạnh trở về, Đoàn Phong đã nằm liệt giữa phòng cấp cứu trắng toát của nhà thương đồng đất. Lê Cạnh loạng choạng quỳ xuống nắm lấy bàn tay con trai, bàn tay cậu lạnh toát, gương mặt non nớt 3 phần giống Đoàn Cận, 7 phần giống Lê Cạnh của cậu đã mất đi sự sống, chỉ còn một màu trắng xanh. Lê Cạnh vùi mặt vào lòng bàn tay cậu khóc nghẹn. Đoàn Cận mái tóc điểm bạc tưởng như anh đã già đi trong chớp mắt. Anh vuốt mặt mấy lần, khó khăn lắm mới nói được một câu rõ ràng với bác sĩ. Con trai tôi, tại sao lại như vậy? Vị bác sĩ đầy gọng kính lắc đầu. Kết quả chẩn đoán là đột tử do xuất huyết nội tạng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Lê Cạnh và Monique gần như quỵ ngã bên xác đứa con út non nớt. Em bé đau đớn như muốn rút chữ linh hồn. 3 phút sau, Đoàn Cận mới mở lời. Bác sĩ, tôi muốn làm khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân con trai tôi mất. Ngay lập tức, cả Lê Cạnh và Monique ngẩng mặt lên nhìn anh với sự khiếp sợ, xen lẫn đâu đó nét quyết tâm tìm ra kẻ thủ ác che giấu nơi đáy mắt họ. Nửa ngày sau, bác sĩ cầm báo cáo khám nghiệm bước đến trước mặt Đoàn Cận, Lê Cạnh, Monique, Hai Huệ và Đoàn Chính. Anh Cẩn, tôi biết điều này thật sự khó tin và nực cười, nhưng mong gia đình mình bình tĩnh. Tôi là bạn của Sắc Ly. Trước khi rời Đông Dương trở về Pháp Quốc, anh ấy đã gửi gắm tôi chăm sóc cho gia đình anh nếu có thể trong khả năng của tôi. Khi xảy ra bất cứ điều bất trắc gì, tôi đã hứa với anh ấy và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng để giúp anh. Trong dạ dày con trai anh có một con rắn nhỏ, nó đã cắn nát dạ dày gây tử vong. Lê Cạnh đã là một người đàn ông từng trải và có pháp thuật cao cường. Anh sớm đoán được Đoàn Phong là bị người ta hạ cổ trùng, hay nói theo cách dân gian của người Việt, cậu ấy bị hạ yểm. Anh cùng Đoàn Cận kinh qua bao nhiêu sóng gió, đắc tội không ít người, những mong những đứa trẻ được cùng Monique sống bình an tại sao đằng này. Không ngờ những kẻ thù ác vẫn không tha cho chúng. Nỗi đau đớn như hàng ngàn cổ trùng cắn đút máu thịt Lê Cạnh khiến anh loạng choạng không đứng vững. Monique vừa ôm lấy cậu, cả hai khóc nức lên như muốn phóng thích ra cho bằng hết những đau khổ éo le và cay đắng mà họ đã phải chịu. Hai Huệ quay sang Đoàn Cận, người cha mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu thương. Người đàn ông giờ nhìn đầy nét tang thương với đôi mắt đỏ ngầu và quay hàm đang cắn chặt, thể hiện sự đau đớn tột cùng. Cha, 2 tuần trước lúc mình ăn tiệc bên nhà lớn, thằng Phong nó lén uống ly rượu của cha mà con không kịp ngăn. Ly rượu đó là chú ba, nhị thúc rót cho cha đó.
Đoàn Cẩn ôm mặt. Anh không ngờ Đoàn Văn lại dám làm ra chuyện như vậy. Bao nhiêu năm nay hắn tham lam, bất mãn, anh đều biết. Thậm chí hắn âm thầm bắt tay với những thế lực bên ngoài tấn công anh và Lê Cảnh. Anh cũng đều đối phó rồi cho qua. Vì chỉ vì hắn là em trai ruột của anh, chỉ vì hắn là người họ Đoàn. Vậy mà hắn vẫn không thấy đủ. Hắn buộc phải ép anh vào cảnh huynh đệ tương tàn, người chết ta sống mới được hay sao? Đoàn Văn được mang về nhà tổ chức đám tang theo nghi thức công giáo. Thời gian này, Hai Huệ ôm cậu con trai tên Huy chuyển thẳng về nhà sống cùng cha mẹ. Một phần vì muốn hai cha khuây khỏa, phần vì gia đình nhỏ của Hai Huệ cũng không yên ả. Người chồng đầu gối tay ấp của cô đã ngoại tình. Đáng giận hơn là hắn còn nghe lời xúi giục của cô Bảy bên nhà lớn họ Đoàn, đem lá bùa giết dưới gối của cô. Hắn muốn nguyền rủa cô chết bất đắc kỳ tử. Bọn chúng đều không ngờ một người hiếm khi thi pháp như Hai Huệ lại dễ dàng nhìn thấu mọi thứ. Hai Huệ cười khẩy, rốt cuộc bọn chúng đã quên mất người nhận truyền thư của gia tộc là cha cô, Đoàn Cẩn. Còn cô là vương nữ đời thứ 31 của dòng họ này rồi sao? Nửa năm sau sự ra đi của Đoàn Phong, Hai Huệ vẫn luôn sống cùng hai cha và Đoàn Chính. Cô bắt đầu theo Đoàn Cẩn đi xem xét các cửa hàng, học hỏi chuyện kinh doanh của gia đình. Cô cũng thường hay ghé qua nhà mẹ đỡ đầu Munich để chăm sóc và an ủi bà. Một đêm hè nóng nực, Hai Huệ ôm con trai ngủ trên giường. Một cơn gió mạnh thổi bung cửa sổ, tấm rèm trắng bay phần phật rồi lại từ từ thõng xuống. Đêm đen bên ngoài lộ ra bóng người đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Hai Huệ, gương mặt non nớt xanh xao. Không phải ai khác, chính là người đã mất nửa năm trước, Đoàn Phong. Bóng cậu đi xuyên qua cửa đến trước giường Hai Huệ. Cậu lay người cô, khẩn thiết cầu cứu. Chị Hai ơi, chị phải cứu hai cha. Chị ơi, bọn nó lại tiếp tục muốn hại cha nữa đó chị Hai. Hai Huệ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã ướt một mảng lưng. Đây không phải lần đầu cô mơ thấy Phong. Lần nào cậu nói đi nói lại câu đó. Nỗi bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể Hai Huệ. Cô biết mình phải làm gì đó, không thể cứ ngồi im chờ bọn chúng tấn công rồi mới tự vệ được. Hai Huệ trợ mình ngồi dậy. Cô lấy cái hộp mà bấy lâu nay vẫn luôn cất kín trong tủ ra. Cô bồi hồi một lúc rồi mở. Bên trong xộc ra một mùi kỳ lạ và một ít khí trắng như sương. Hai hộp bấm tít rồi bị tầm rầm đọc chú. Cái gì đó trong hộp khẽ cựa quậy. Trời sáng hẳn, Hai Huệ đi tìm Đoàn Cẩn. Cha ơi, mày cho con đi cùng dì Đồn Điền nhà mình ở Vĩnh Long nghe cha. Con muốn đi thăm vườn trái cây, mùa này chắc có chôm chôm chín rồi đó. Đoàn Cẩn hiếm khi thấy Hai Huệ chủ động đòi đi chơi như vậy, liền vui vẻ đồng ý. Con đem nhóc Quy theo, rồi cha kêu ba cảnh giới mẹ mô đích theo chơi luôn. Sáng mấy ngày nay cha cũng đang muốn nghỉ ngơi. Thằng Chính đang đi học thì để nó ở Sài Thành, khi nào mình về rồi đem trái cây chín vườn nhà cho nó cũng được. Nó thích ăn sầu riêng. Con nhớ nhắc chú Sáu Bân đang coi vườn cho nhà mình dưới đó tìm mấy trái sầu riêng sắp chín, đem gì cho nó. Cha, thôi con với cha đi được rồi. Đi nhanh mình hái trái cây gì cho ba cảnh, mẹ Monic với A9 cũng được. Rồi tuần sau có nhiều thời gian chuẩn bị, cả nhà mình cùng lên Đà Lạt nghỉ mát. Sắp nghỉ hè rồi, khi đó cho cả A9 đi cùng luôn. Mà cả ba cảnh với mẹ Monic cũng đều thích xứ lạnh Đà Lạt hơn, cha biết mà cha. Thôi vậy cũng được. Ngày hôm sau, Hai Huệ thức giấc, do cầm Huy dậy sớm, cứ đòi mẹ mãi. Thằng nhỏ như có linh tính, nên đeo bám mẹ mãi không thôi. Đoàn Cẩn nhìn cháu khóc, đau lòng nói. Hay là con cho nó theo đi, có chuyện dưới đó cũng không có gì quan trọng. Thôi không sao đâu cha, nó nhõng nhẽo xíu thôi hà. Nó theo mình đi làm công chuyện hỏng tiện, mà trời nắng dày, con sợ nó bị bệnh. Dứt lời, Hai Huệ ôm con thật chặt, hôn mít con mấy cái, rồi cắn răng bước ra xe. Thằng Huy gào khóc trong lòng bà vú, vậy hai bàn tay bé nhỏ đòi mẹ. Mẹ ơi, ở lại với Huy, đừng bỏ Huy lại mà. Mẹ ơi, mẹ. Chào mọi người, Giao vừa diễn tập xong trích đoạn phần đầu tiên của chương nói về Hai Huệ cho tập 37 này đó mọi người.
thì mọi người thấy rằng tập này bắt đầu. Thật ra thì mình nói chỉ bắt đầu thì nó cũng không có chính xác lắm, bởi vì cái phần này gần như là những cái nội dung cuối quyển 2. Thật ra quyển 2 nó dài lắm, không chỉ có những cái phần mà Giao chỉ đọc đâu mọi người. Giao thứ nhất là chỉ được diễn đọc những phần mà ban biên tập cho phép mà thôi. Thứ hai là có rất nhiều thứ mà Giao chưa diễn đọc tiếp. Thì có cái phần này thì nó sẽ nói về Hai Huệ, người con gái đầu tiên của vợ chồng Đoàn Cận và Lê Cảnh đó mọi người. Thì phần sau của cái phần này nó rất là bi tráng nha mọi người. Thật sự nó hơi bi chút xíu, nhưng mà nó cũng tỏ rõ cái gọi là cái năng lực cao cường của cô Hai Huệ. Và đó là một cái điều, thật ra là một cái điều mà cô Hai Huệ hy sinh gia đình rất là nhiều để mà đổi một đoạn thời gian bình an rất lâu sau cho gia đình, cho cả Hàng Mai sau khi được sinh ra và lớn lên đó mọi người. Thành ra là cái quyển ngoại văn sẽ nói nhiều hơn về Đoàn Cận, Lê Cảnh. Nó sẽ có thể nói luôn cả những cái chi tiết về Hai Huệ sau khi cô mất đi nữa. Bởi vì mọi người biết là một quyển tiểu thuyết thông linh á, thì nó không chỉ có chấm dứt mọi thứ khi mà nhắm mắt xuôi tay ha. Giao nói vậy thôi, bạn Giao biết là trong lòng Giao cũng như mọi người cũng rất là đau lòng, nhưng mà để mọi người bớt đau lòng và biết rằng mọi sự vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn tiếp theo nha mọi người. Thì Giao sẽ xin được thông báo là ở cái tập sau, tập 38, Giao sẽ diễn đọc 2-3 đoạn vị thanh cuối của cái quyển 2 để mọi người nhìn thấy được là cái sự nối kết, cái cầu nối kết của quyển 3 như thế nào. Và thật ra thì nó vẫn kết thúc có hậu cho mọi người. Và sau đó nữa thì Giao xin phép là được diễn đọc một cái phần mà mọi người yêu cầu. Mọi người nhớ là cách đây mấy tuần đó, mọi người đã yêu cầu một cái phần nói về cái đoạn về cổ mộ ở cái phần đầu quyển 2, thì Giao xin được đọc một cái phần đó. Sau đó là mình sẽ đi vào trong cái phần ngoại văn nói riêng về viết riêng cho Đoàn Cận, Lê Cảnh. Giao biết rất nhiều bạn fan rất là cảm thấy rất là vui cho cái tin tức này ha. Và Giao cũng sẽ xin mọi người ủng hộ. Tài khoản của Momo vẫn nằm ở đây. Thì nếu như mọi người có cái sự yêu mến dành cho trường tác của Niên Hoa và các bạn cộng tác viên thì xin là gửi donate cũng như ủng hộ vào đó nha. Và đồng thời thì Giao cũng xin được thông báo rằng là quyển 2 bản sách in sắp sửa được phát hành nha, trong tuần và hoặc là chậm lắm được tuần sau nha mọi người. Thì trong tuần cái website sẽ được hoàn thành hoàn chỉnh để mà mọi người có thể lên đó chuẩn bị để mà giờ đến là mình có thể đặt sách in ha. Xong rồi là nó sẽ có lưu nhiều cái phần thú vị cho mọi người trên đó, ví dụ như là cái phần truyện online đó mọi người. Thì nó sẽ là một cái công cụ cho mọi người có thể đọc sách nếu như mọi người không săn được quyển sách in nha mọi người nha. Giao cũng phần nữa rằng là Giao cũng xin cảm ơn mọi người là mọi người đã ủng hộ rất là nhiều. Bạn Yên Thi, Lam An nè, bạn tên là Thu Trang đã ủng hộ mọi người cho tuần vừa rồi. Giao cũng xin đại diện cho ban biên tập và các bạn tác viên cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đồng thời thì Giao cũng xin mọi người là tiếp tục ủng hộ bằng cách là tiếp tục nhấn like, thả trái tim cho những cái video clip của bên nhà mình ha. Nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn cả nút chuông luôn để khi có thông báo, khi có tập mới thì mọi người sẽ được báo lập tức ha. Nhấn follow Facebook để mà có thể là cùng giao lưu với các bạn khi mà có tất cả những cái video mới hoặc là các cái tin tức vui vẻ thú vị để mọi gia đình mình càng theo ấm áp, có cái sự giao lưu qua lại giữa ban biên tập cùng với các fan ha. Mọi người giúp Giao cái việc này, đó chính là động lực lớn nhất dành cho mọi người. Cố gắng và cho thật nhiều ban biên tập để ban biên tập đừng cảm thấy cô đơn nha mọi người nha. Giao xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và Giao xin kết thúc cái tập 37 ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Xin chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nè và bình an, cũng như là chuẩn bị tinh thần để mà mình có thể là đặt mua ngay quyển 2 nha mọi người nha. Kissing đặt sách quyển 2 thì ở cái video này Giao xin được cho đặt chạy ở dưới video để mọi người luôn nhìn thấy nha. Vẫn là trường tác của Niên Hoa .com, mọi người vào đó đặt sách, nhưng mà giao diện thì hoàn toàn đã khác rồi mọi người ha. Giao xin cảm ơn mọi người, chào mọi người nha.